Đừng nói khi yêu tập 16, Quy, Mạnh Trường, hôn ly, Thủy Anh. Sau khi ly, Thủy Anh nhớ ra mình từng cưỡng hôn Quy, Mạnh Trường trong cơn say, cô vô cùng ngại ngùng. Quy nói rằng đó là nụ hôn đầu của mình và bắt Ly chịu trách nhiệm. Anh cũng ngỏ lời yêu Ly và mong muốn ở bên cô cả đời. Trong tập 16 bộ phim Đừng Nói Khi Yêu, San, Ngọc Huyền, Hỏi Phi, Thái Dũng về ảnh trai đẹp trên mạng. Nhìn ảnh chụp, Phi ngay lập tức chê bai chàng trai trong ảnh vì khoe thân và nói San háo sắc. Anh thử có sắc đi xem em có háo không? San đáp. Để cứu vớt hình tượng của mình, Phi vội vàng cầu cứu Linh, nhưng Linh không đáp lời khiến Phi nhận về sự dè bỉu của San. Ly, Thủy Anh, xin nghỉ để đi họp lớp. Vốn không thích Ly, Linh, Trình Mỹ Duyên, châm chọc rằng những ai đi họp lớp về đều có người yêu. Cô cũng tò mò Ly có người yêu cũ học cùng lớp hay không. San nói rằng nếu là Ly, cô sẽ yêu Tú, Đình Tú bởi hai người đẹp đôi. Tú, Đình Tú chuyển ra ngoài sống, không được bố mẹ hỗ trợ nên gặp nhiều khó khăn về tài chính. Kế hoạch của Tú và chị Hoài, Thu Hiền cũng vì thế mà chững lại. Em định để chị đợi đến bao giờ, đừng làm việc kiểu trẻ con như thế. Em đẩy chị vào tình huống chuẩn bị hết tất cả rồi, em lại bảo em không có tiền, chị Hoài mắng Tú. Vì sự chậm trễ này, Hoài quyết định hợp tác cùng người khác. Ly nhớ ra chuyện từng cưỡng hôn xếp Quy trong cơn say. Quy nói rằng đó là nụ hôn đầu của mình và bắt Ly chịu trách nhiệm. Ly không đồng ý vì không tin đó là nụ hôn đầu của Quy. Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, Ly thú nhận. Quy mong muốn chịu trách nhiệm với Ly, kiên quyết với ý tưởng đó dù Ly vội từ chối. Tôi muốn chịu trách nhiệm cả đời, em có muốn không? Muốn ở bên tôi cả đời, muốn tôi chịu trách nhiệm với em cả đời, Quy ngỏ lời.